sách tay lại giảm sốc 4 triệu đồng, càng gần tới thời điểm iPhone 11 chính hãng ra mắt, giá iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sách tay lại càng giảm sâu, hiện giá iPhone 11 sách tay đã tiệm cận với giá bán của hàng chính hãng, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, những chiếc iPhone 11 chính hãng sẽ bắt đầu được mở bán tại Việt Nam, đó cũng là lý do mà iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max sách tay đang có sự điều chỉnh mạnh về giá bán, từ mức giá 22,95 triệu bản 32 GB. Ở thời điểm đầu tháng 10, giá iPhone 11 giờ đây đã có sự sụt giảm mạnh. Phiên bản 32 GB hàng sách tay của iPhone 11 hiện được giao bán ở mức 20,95 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với giá bán cũ. Với iPhone 11 Pro, hàng sách tay của máy cũng đã được điều chỉnh giảm từ 31,95 triệu, bản 64 GB xuống còn 27,95 triệu đồng. So với iPhone 11, giá iPhone 11 Pro chứng kiến mức giảm sốc hơn, lên tới 4 triệu đồng. Điều tương tự cũng diễn ra với mẫu máy cao cấp hơn là iPhone 11 Pro Max. Theo đó, iPhone 11 Pro Max hiện được bán với giá 30,95 triệu, bản 64 GB, giảm 4 triệu đồng so với giá bán cũ là 4,95 triệu đồng. Trước thời điểm mở bán hàng chính hãng 10 ngày, giá iPhone 11 sách tay hiện thấp hơn giá dự kiến của hàng chính hãng khoảng 1 triệu đồng. Mức chênh lệch này hiện là khoảng 3 triệu đồng với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Như vậy có thể thấy mức giá của iPhone 11 sách tay hiện đã tiệm cận gần hơn với giá bán ra của hàng chính hãng. Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều đã giảm rất sâu. Xu thế này sẽ còn tiếp tục trong tương lai, cho tới khi iPhone chính hãng ra mắt tại Việt Nam vào thời điểm đầu tháng 11. Với người dùng di động, đây không phải là thời điểm thích hợp để sở hữu những chiếc iPhone mới của năm nay. Giá của iPhone 11 sách tay hiện vẫn cao hơn khá nhiều so với mức giá mà Apple công bố. Giá khởi điểm của iPhone 11 tại thị trường quốc tế là 699 đô la Mỹ, khoảng 16,2 triệu đồng. iPhone 11 Pro có giá 999 đô la Mỹ, khoảng 23,2 triệu đồng, trong khi iPhone 11 Pro Max là 1099 đô la Mỹ, khoảng 25,6 triệu đồng. Sau thời điểm ngày mùng 2 tháng 11, giá iPhone 11 sách tay sẽ giảm mạnh khi có thêm đối thủ cạnh tranh là hàng chính hãng. Đây mới là thời điểm để người dùng cân nhắc giữa hai sự lựa chọn là hàng chính hãng và hàng sách tay nhất là khi giá iPhone 11 sách tay lúc này đã trở nên ổn định